người mẹ Trung Quốc bỏ quên con gái nhỏ tại điểm thi của anh trai. Câu chuyện giờ khóc giờ cười xảy ra vào ngày đầu tiên của kỳ thi Gaokao 2023 tại một điểm thi thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bé gái sau đó đã được đưa về nhà an toàn. Vào ngày 7 tháng 6, tại Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một người mẹ sau khi đưa con trai đi thi đại học đã bất cần để quên con gái mình tại điểm thi. Mẹ cháu đưa anh trai đi thi rồi, lát nữa sẽ đón cháu về. Vị cảnh sát giao thông kiên nhẫn an ủi bé gái bị lạc, sau đó đưa cô bé về nhà. Khi thấy con gái được cảnh sát đưa về nhà, bố của cô bé lập tức gọi điện cho vợ, nói cô không cần tìm con nữa vì con gái đã được cảnh sát đưa về nhà. Người bố này cũng không ngừng cảm ơn vị cảnh sát giao thông đã đưa con gái mình về nhà an toàn. Sau khi video về sự cố này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều dân mạng để lại bình luận đùa rằng tôi từng gặp trường hợp đi thi quên mang căn cước công dân. Lần đầu gặp trường hợp bỏ quên con gái thế này. Đồng thời, dân mạng cũng ca ngợi cách xử lý của cảnh sát thành phố Hà Trạch và đồng cảm với cuộc sống bận rộn của người mẹ.